Chào các con, chào mọi người nè. Chào mọi người đi nào. Nào tất cả chúng ta chào mọi người nào. Nào bên này nào. Bên tay trái của mẹ nào chào mọi người đây. Chào nào. Chào mọi người. Chúng con chào mọi người. Hôm nay mẹ Hương làm một cái clip để mà làm kỷ niệm. Hôm nay phải chia tay ba đứa con gái, mẹ Hương rất là buồn. Mẹ Hương cũng xin thông báo ba bé này ở mái ấm một năm nay, gia đình tốn kém rất là nhiều kinh phí để tìm ba con, nhưng bữa nay mới tìm được. Cũng may mắn về mái ấm Hoa Hồng rồi mới tìm được, bởi vì bên mái ấm bên Tân Phú, mái ấm bên đó không có giấy phép cho nên là không hoạt động được, với lại kinh phí không có cho nên tạm ngưng hoạt động. Mẹ ấm bên đó gửi ba cháu bên đây thì gửi được 2-3 ngày thì tìm được gia đình. Con có thích ở với mẹ Hương không? Con có muốn ở với mẹ Hương không? Nào, em muốn ở với mẹ Hương không? Con muốn về không? Không à, con muốn về không? Con có muốn về không? Các con không muốn về. Các con muốn ở với mẹ Hương. Mẹ Hương rất là yêu ba bé ngoan vô cùng. Cũng cảm ơn mái ấm bên Tân Phú. Bên Tân Phú rất nhiều. Mái ấm bên Tân Phú dạy các con ba bé này rất là. Mái ấm bên Tân Phú dạy ba bé rất là lễ phép và ngoan. Cho nên là mẹ cháu rất thích ba bé này. Mà bây giờ mình cũng phải vì các con, để cho các con được gia đình đón về, để gia đình cho học đầy đủ. Bên nội các con là tốn kém rất nhiều tiền đi tìm ba bạn này, giờ mới tìm được. Có số điện thoại của gia đình để trên mạng đàng hoàng. Ba con rất là dễ thương, rất là xinh, rất là thông minh, học giỏi. Mẹ Hương mới gặp mẹ Hương là thích cực kỳ. Tối nay mình chia tay nhau buồn nhỉ? Con buồn không? Con buồn không? Con yêu mẹ Hương không? Yêu à? Yêu mẹ Hương không? Lý do tại sao mà ba con lại ở mái ấm cũng đơn giản, nó không có gì cả. Vợ chồng nhà ai mà cũng hờn mát dặn nhau, mà mẹ dặn là bên nội mẹ đưa các con vào miền Nam, hiện nay chưa liên lạc được với mẹ, hình như mẹ đi ra nước ngoài thì phải, nghe nói vậy thôi chứ mẹ cháu chưa chính xác. Cho nên ở ngoài Bắc á, là làm thủ tục là hôm nay đưa các con về ngoài Bắc, nhưng mà bên đi máy bay vào như giờ này chưa thấy vào, chắc trong ngày nay vào tới nơi, cùng lắm là ngày mai xuất phát về Bắc. Về nhớ viết thư gửi ảnh cho mẹ nhé. Nhá. Bây giờ mình hát tặng khán giả một bài nhá. Để chia tay nhá. Hát con hát bài gì? Con hát đi. Hát lớn hả? Mẹ có thấy hình ảnh này mẹ về với các con nhé mẹ ơi. Con rất là yêu mẹ, lúc nào cũng hát ra những bài về mẹ. Nếu mẹ nhìn thấy hình ảnh này thì liên hệ với mẹ Hương hoặc là liên hệ với gia đình nhé. Các con đã được gia đình chuẩn bị đón về nhé. Nếu mà mẹ nhìn thấy ba con đáng yêu như này thì mẹ khuyên mẹ hãy quay về sớm để chăm sóc cho ba nhỏ nhé. Ba nhỏ rất là đáng yêu. Các con ngoan, vô cùng ngoan luôn. Quán mẹ ơi đi, quán mẹ ơi đi.
À, con mong mẹ về. Con mong mẹ. Con đợi mẹ. Con đợi mẹ. Con nói đi, nói gì với mẹ đi để mẹ nhìn thấy đi. Nói. Con mong mẹ. Mẹ ơi đi về đi. Con đợi mẹ. Con nói đi, con đợi mẹ. Con mong mẹ được về. Con mong mẹ được về.